Khi mà bạn mới chơi nhiếp ảnh thì cái việc lựa chọn ống kính rất là quan trọng, nhưng mà bạn lại chưa có biết là mình sẽ thích sử dụng cái loại tiêu cự nào. Ngoài ra thì ngân sách của mình rất là hạn chế, nên là buổi hôm trước mình lên cho bạn là 3 chiếc len mà bạn sẽ phải có, thì bạn có thể xem lại. Thế nhưng mà ngân sách hạn chế thì mình lại không thể mua đùng một phát được 3 chiếc len đấy. Thì đây là những cách mà mình gợi ý cho các bạn lựa chọn cái len khi mới bắt đầu chơi máy ảnh hay là nhiếp ảnh nhá. Thì đầu tiên là khi các bạn mua máy thì các bạn nên mua luôn cái ống kit. Cái ống kit là ống sao ống sẽ đi kèm với cái bộ máy của mình. Thường nó sẽ là loại crop thì là 18-55, còn full frame sẽ là 24 cho đến 105. Nếu mà mình có chi phí cao hơn thì mình sẽ mua được cái loại ống kit mà nó một khẩu. Nếu không thì các bạn cứ mua loại bình thường kia để các bạn thử chụp hãng, để xem là mình biết trong cái quá trình sử dụng hàng ngày của mình thì mình dùng được cái tiêu cự nào nhiều nhất, để mình đầu tư mua một cái lens fix cho cái tiêu cự đấy. Ok, đến cái tip thứ hai của mình. Cái bước thứ hai mà các bạn mua lens thì các bạn nên mua một cái lens fix, có thể là cái lens MF đi cho nó rẻ. Các bạn lựa chọn loại chi phí phải chăng thôi, nhưng mà chất lượng khoa học thì bao giờ nó cũng tốt hơn, và đương nhiên là nó sẽ có thể mở khẩu được lớn hơn, giúp cho cái hình ảnh của bạn có bong ke, có cái độ sâu chụp ảnh nó ảo diệu, nó đẹp hơn, giúp cho bạn hứng thú hơn khi mà chụp ảnh. Đến tip thứ ba, nếu mà các bạn chưa mua ngay thì các bạn có thể là mượn cái lens của những người chơi mà mình cùng biết, hoặc là trong cùng câu lạc bộ các bạn có thể đi họp, rồi là mọi người mượn cái lens nhau chụp thử để xem chất lượng nó hoạt động như nào. Nó có thì mình cứ trải nghiệm đi, xong rồi mình biết rồi thì mình mới đưa ra cái quyết định cuối cùng. Cái thứ tư, trước khi các bạn đặt mua thì các bạn nên tìm hiểu thật kỹ, là xem các review trên mạng đi, hay là xem các đánh giá ở trên cộng đồng, trong group, xem cái lens đấy nó có lỗi gì. Ví dụ như là mình có một cái lens 24-70, lens đấy chụp rất là phê, tiêu cự thì đa dụng, thế nhưng mà cái bệnh cố hữu của nó đấy là cứ thi thoảng phát nó đứt cáp, mà nó tốn rất nhiều, là nhiều tiền đứt cáp luôn. Mỗi một lần đứt cáp là 600 cho đến 700 nghìn. Ngoài ra cái việc đấy là mình còn phải cân nét lại thì nó mới nét được như cái lúc đầu, thì nó cũng rất là khó chịu. Thì các bạn phải tìm hiểu kỹ là cái lens đấy nó có cái bệnh gì không, nó có phục vụ công việc của mình tốt không, thì các bạn mới đưa ra quyết định mua. Vậy là mình hy vọng 4 cái tip này sẽ giúp cho mọi người có thể tìm được cái lens với cái mức ngân sách thấp, và chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm đẹp.